xin chào mọi người. Mình là CEO tư vấn đầu tư Anemical. Đây là thứ hai mình tham dự chương trình Planning Bootcamp. Mình chia sẻ thật tình là lần một mình cũng đã bị fail với cái kế hoạch chính mình này, nhưng mà lần đầu tiên mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì cái sự không thành công đó. Thì mình cảm rất là cảm ơn cố Kaka đã đồng hành, tuy là mới thời gian ngắn thôi, nhưng mà mình cảm thấy được rằng là mình có sự thay đổi rất là lớn. Bởi vì trong nhiều năm qua thì mình luôn làm việc một cách độc lập, và không có bất kỳ một cái tổ chức hay là một cái đơn vị nào có thể đồng hành cùng mình. Và mình cảm thấy rằng là mình rất là tự tin nhưng cũng rất là cô độc. Thì từ khi mình biết đến Action Code và được có một hộ thì mình cảm thấy rằng bây giờ mình không còn cô đơn nữa. Mình đã có người đã soi sáng cho mình một con đường mà mình rất là tự tin khi mà vận hành cái doanh nghiệp của mình. Và mình đã giải quyết được cái vấn đề nỗi đau về đội ngũ, về nhân sự, giúp cho mình gắn kết với lại các bạn nhân viên trong công ty nhiều hơn. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn. Và các anh chị này cảm thấy trên con đường mà cần có một người để có thể hỗ trợ cho mình thì liên hệ với Code Kaka ạ.